Xin chào các em, ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài số 31, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Và để cùng nhau học bài này, thì cô cần các em có bên cạnh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây, trên đây là hình ảnh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của cô. Và bảng tuần hoàn này các em có thể mua trong các hiệu sách hoặc trong các nhà văn phòng phẩm, đều có. Các em có thể thấy trên hình ảnh là hình ảnh của nhà bác học Dmitri Ivanovich Mendeleev, và ông chính là người tạo ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầu tiên với khoảng 60 nguyên tố. Và các em biết không, dựa vào những nguyên tố trong bảng tuần hoàn mà ông đã tìm ra, vì ông có thể dự đoán được những cái tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố khác chưa tìm ra sau này, và điều đó đã được kiểm chứng qua thời gian. Vậy bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là gì và nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phần 1 lớn, chúng ta đi vào phần 1 lớn. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Cô viết tắt nhé. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Các em quan sát. Quan sát giúp cô nhé. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố đầu tiên là hydro, nguyên tố tiếp theo là heli, tiếp theo là liti, beri. Và các em quan sát này. Điện tích hạt nhân của hydro là, giá trị điện tích hạt nhân là 1, heli là 2 cộng, liti là 3 cộng, beri là 4 cộng. Vậy, các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Em nhớ nhá, đi giúp cô phần nguyên tắc. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Rồi, đó là nguyên tắc sắp xếp của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Vậy, cấu tạo bảng tuần hoàn gồm những thành phần gì? Thì chúng ta cùng sang phần tiếp theo. Hai lớn, cấu tạo bảng tuần hoàn. Viết tắt. Các em quan sát. Trong bảng tuần hoàn, các em thấy rằng các ô hình chữ nhật mà được tô màu ấy này, ví dụ như ô màu vàng, ô màu xanh hay ô màu, đây là màu hơi tối tối, xám xám đúng không? Bên này là màu cam này, đúng không? Một số các ô đấy, thì các ô này trong bảng tuần hoàn được gọi là các ô nguyên tố. Các ô nguyên tố. Các em quan sát, trên mỗi cột, cột các em thấy không? Ghi là 1A, một la mã, 1A. Tiếp theo là 2A, 3A, 4A, đúng không? Thì đây được gọi là các nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Các nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Vậy còn nhìn tuần hoàn theo chiều ngang từ trái qua phải, thì các em thấy chúng được sắp xếp theo từng hàng, đúng không? Hàng thứ nhất, hàng thứ hai bắt đầu từ liti và kết thúc từ neon. Tương tự các hàng tiếp theo, và mỗi một hàng như vậy thì được gọi là các chu kỳ. Mỗi một hàng, các nguyên tố sắp xếp theo cùng một hàng như vậy thì được gọi là các chu kỳ. Trong bảng tuần hoàn thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chu kỳ. 7 chu kỳ, và các nhóm em đọc tên giúp đây giúp cô nhé. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhóm A đúng không? 8 nhóm A, đúng không? Và ở dưới đây các em có quan sát thấy này, có các nhóm nhưng là nhóm B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B và 8B. Được chưa? Đó, các em quan sát. Vậy, thành phần của bảng tuần hoàn thì gồm có 3 yếu tố, đó chính là ô nguyên tố. Ô nguyên tố. Thứ hai là nhóm.
Và thứ ba là chu kỳ. Chu kỳ chúng ta cùng đi tìm hiểu từng nội dung một. Đầu tiên đó là ô nguyên tố. Ô nguyên tố. Các em theo dõi trong sách giáo khoa. Với ô nguyên tố được rút ra trong bảng tuần hoàn tương ứng với hình 3.22. Các em có thể quan sát này. Hình 3.22 chính là nhấp ô nguyên tố. Cô chỉ trên bảng tuần hoàn ra nha. Chúng ta nhấc ra để chúng ta cùng nghiên cứu và tìm hiểu. Em thấy này. Trong sách giáo khoa thì là ô nguyên tố này cho chúng ta biết điều gì? Các em dựa vào ô nguyên tố. Ô nguyên tố này. Đầu tiên, đầu tiên, số 12 ở phía trên cùng. Cái này cho chúng ta biết thông tin về số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử. Và các em thấy số hiệu nguyên tử này, số hiệu nguyên tử này có giá trị chính bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số đơn vị điện tích hạt nhân. Đúng không? Số đơn vị điện tích hạt nhân và chính bằng số electron trong nguyên tử. Bằng số electron trong nguyên tử. Và nó cũng chính bằng số thứ tự của ô nguyên tố. Nó bằng chính số thứ tự của ô nguyên tố luôn. Em nhớ nhá. Tiếp theo, Mg. Mg ở đây cho chúng ta biết đây là ký hiệu hóa học. Ký hiệu hóa học của nguyên tố này. Và Mg ở đây chính là tên nguyên tố. Tên của nguyên tố. 24 này chính là nguyên tử khối. Nguyên tử khối. Nguyên tử khối của nguyên tố đó. Được chưa? Vậy, dựa vào các ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì các em có thể biết được những cái thông tin về số hiệu nguyên tử. Từ số hiệu nguyên tử thì các em có thể suy ra được số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron trong nguyên tử cũng như số thứ tự của ô nguyên tố đó trong nguyên tử. Thông tin về ký hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối. Và trong bảng tuần hoàn được bổ sung đầy đủ hơn. Trong các em có thể quan sát, một ô nguyên tố có nhiều hơn các thông tin khác. Ví dụ, cô sẽ chỉ trực tiếp trên đây giúp em nhé. Cũng là số hiệu nguyên tử. Đây là người ta nhấc ô nguyên tố natri ra ngoài. Tên nguyên tố là natri. Ký hiệu là Na. Có số hiệu nguyên tử là 11. Em nhìn này. Giá trị 22,99 là khối lượng nguyên tử. Tức là 23 đấy em ạ. Chính xác sẽ là khối lượng nguyên tử trung bình. Các em sẽ học về đồng vị sau này. Được chưa? Tiếp theo, ký hiệu Ne mà có dấu ngoặc vuông này này. 3S1 đấy chính là cấu hình electron. Cấu hình electron. Được chưa? Một số các giá trị khác, ví dụ như các giá trị về độ âm điện. Độ âm điện 0,93. 0,93 độ âm điện. Ra là bán kính nguyên tử 186 picromet. Những cái giá trị này các em sẽ được nghiên cứu và học sâu hơn trong chương trình hóa học phổ thông. Được chưa? Cô giới thiệu qua cho các em thêm về mức oxy hóa hay các trạng thái oxy hóa. Đây. Natri có thường là hóa trị 1 đúng không? Và một số các cái thông tin khác như là năng lượng ion hóa thứ nhất hay bán kính ion. Và ở trong chương trình hóa học lớp 9 này của chúng ta thì các em chỉ cần quan tâm giúp cô một số cái thông tin cơ bản như này. Được chưa? Một số thông tin cơ bản như này và ghi nhớ chúng giúp cô. Và tương tự như vậy, các em có thể quan sát trong bảng
Tuần hoàn thì các nguyên tố, các ô nguyên tố khác các em cũng có thể suy ra các thông tin tương tự, ví dụ như oxy. Oxy. Từ ô nguyên tố oxy trong bảng tuần hoàn thì ta có thể thấy được ký hiệu nguyên tử của oxy là O. Số hiệu nguyên tử là 8 và oxy nằm ở ô thứ 8 trong bảng tuần hoàn, cũng như số electron trong nguyên tử của oxy là 8E, đúng không nào? Nguyên tử khối của oxy là 15,99, tức là 16 đó. Được chưa? Tương tự các em tìm hiểu và đọc thông tin của các ô nguyên tố khác. Chúc cô nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chu kỳ trong bảng tuần hoàn. Chúng ta sang phần 2 nhỏ. Chu kỳ trong bảng tuần hoàn. Vậy trong bảng tuần hoàn, chu kỳ là gì? Vừa nãy cô có chỉ qua cho các em đúng không? Chu kỳ là các nguyên tố này theo hàng ngang này, được sắp xếp theo cùng một hàng ngang được gọi là chu kỳ. Và trong bảng tuần hoàn thì người ta gọi chu kỳ là dãy mà các nguyên tố trong nguyên tử của chúng thì có cùng số lớp electron. Cùng số lớp electron. Và đương nhiên chúng vẫn sắp xếp theo nguyên tắc, đó chính là theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Ví dụ, trong chu kỳ đầu tiên có hydro và heli, được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Và trong cùng một chu kỳ như này thì nguyên tử đó, nguyên tử của nguyên tố đó có cùng số lớp electron. Ví dụ, hydro sẽ có một lớp. Các em nhìn này. Đây, dựa vào các thông tin trong một ô ta có thể được cấu hình electron. Đây là một lớp electron. Ở chu kỳ 1, một lớp electron. Chu kỳ 2 có liti, beri và kết thúc là fluor và neon. Các nguyên tố trong chu kỳ 2 cũng được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Và các nguyên tố đó có cùng số lớp electron. Các em nhìn này, cấu hình E của nó này, 1s bình 2s1, 1s bình 2s2. Các em nhìn này, các số trước chỉ số như này, 1, 2 chính là số lớp electron này. Đó, số lớp electron. Được chưa? Và tương tự như vậy, các chu kỳ tiếp theo cũng tuân theo quy luật như vậy. Các em ghi giúp cô. Chu kỳ. Chu kỳ là dãy các nguyên tố. Mà nguyên tử có cái tắt nhạc của chúng có cùng số electron, có cùng số lớp electron. Lớp electron và cũng được sắp xếp theo nguyên tắc, đó chính là theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Các em ghi giúp cô nhé. Và trong một chu kỳ các em lưu ý giúp cô, đó là số thứ tự của chu kỳ. Số thứ tự của chu kỳ thì bằng số lớp E. Lớp E, này, quan cao sát này. Trong chu kỳ 1 thì có một lớp E. Đó, trong chu kỳ 2 thì có 1, 2 lớp E, 1, 2 lớp E. Các em nhìn số nhá, trong cấu hình E nhá. 1 lớp E, 2 lớp E, 1 lớp E, 2 lớp E. Đó, được chưa? Các em ghi giúp cô. Và trong 7 chu kỳ này thì có 3 chu kỳ nhỏ. 3 chu kỳ nhỏ mà chúng ta sẽ nghiên cứu nhiều hơn trong chương trình hóa học lớp 9. Đó là chu kỳ 1, 2, 3 và 4 chu kỳ lớn. 4 chu kỳ lớn. Đó là chu kỳ 4, 5, 6, 7. Và chúng ta cùng nhau đi phân tích 3 chu kỳ nhỏ xét đến trong chương trình hóa học cơ sở. Các em theo dõi sách giáo khoa, nhớ lại phần kiến thức đã được học trong chương trình hóa học lớp 8 về nguyên tử, thì các em có thể quan sát các mô hình. Đầu tiên, xét trong chu kỳ 1, các em nhìn nhé, có thể theo dõi cả trong bảng tuần hoàn. Chu kỳ 1, chu kỳ 1 gồm hai nguyên tố hydro và heli. Hydro và heli. Hydro và heli đều có một lớp electron trong nguyên tử. Và điện tích hạt nhân của hydro là 1 cộng và heli là 2 cộng. Các em quan sát hình ảnh.
Đây là hình ảnh biểu thị cho nguyên tử hydro có một lớp electron. Các em nhớ lại bài nguyên tử đã được học trong chương trình hóa học lớp 8 để chúng ta theo dõi cùng phân tích. Có một lớp electron và trên lớp electron này hydro có một electron. Còn đây là một cộng là biểu thị cho điện tích, chính là điện tích của proton, của hạt nhân đấy các em ạ. Được chưa nào? Đấy là chu kỳ 1. Chu kỳ 2. Chu kỳ 2, các em quan sát chu kỳ 2 trong sách giáo khoa, trong hệ bảng tuần hoàn gồm có liti, beri, bo, carbon, nitơ, oxy, fluor và neon, đúng không nào? Chu kỳ 2 gồm 8 nguyên tố. Chu kỳ 2 thì các nguyên tử của các nguyên tố có hai lớp electron. Hai lớp electron, các em quan sát này. Hai lớp electron. Điện tích hạt nhân trong chu kỳ 2 tăng từ liti là 3 cộng tới neon là 10 cộng. Các em quan sát. Đây là hình ảnh mô hình nguyên tử oxy thuộc chu kỳ 2. Oxy có 8 electron. Có 8 electron. Nào, điện tích hạt nhân là 8 cộng tương ứng với số proton đó. Có hai lớp electron biểu thị bằng hai vòng tròn. Trên lớp electron thứ nhất có 2 el. Trên lớp thứ hai có 6 electron. Đó. Và chu kỳ thứ ba. Chu kỳ thứ ba các em quan sát trong bảng tuần hoàn có các nguyên tố natri, magie, nhôm, silic, phosphor, lưu huỳnh, clo và argon. Cũng có 8 nguyên tố và điện tích hạt nhân tăng từ natri là 11 cộng tới argon là 18 cộng. Mô hình biểu diễn. Cấu tạo nguyên tử của natri gồm 3 chu kỳ, đúng không? 3 chu kỳ. Cô xin lỗi, gồm 3 lớp electron. Gồm 3 lớp electron. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích 11 cộng, chính bằng số proton. Lớp electron thứ nhất có 2 electron. Lớp electron thứ hai có 4, 6, 8 electron. Và lớp electron thứ ba có 1 electron. Rồi, phần này trong sách giáo khoa đã biểu diễn cho chúng ta rất là kỹ rồi. Vì vậy các em theo dõi trong đây, cô sẽ không trình bày phần này nữa. Mà chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần nhóm. Vậy trong phần chu kỳ này thì các em nhớ cho cô điều gì? Đó chính là chu kỳ là tập hợp dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp E. Rồi, các em nhớ giúp cô nha. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là nhóm. Nhóm. Nhóm là gì? Các em cùng quan sát trong bảng tuần hoàn. Đây là bảng tuần hoàn. Các em quan sát này. Các nguyên tố được sắp xếp trong cùng một nhóm. Từ trên xuống dưới đây. Tạo các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Đúng không? Có 8 nhóm B. Vậy, các nguyên tố được sắp xếp vào cùng một nhóm thì có những đặc điểm gì chung? Các em cùng quan sát này. Quy tắc sắp xếp vẫn theo nguyên tắc đó là chiều tăng dần của điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới. Thứ hai, đặc điểm chung của các nguyên tố trong cùng một nhóm. Số electron lớp ngoài cùng. Số electron lớp ngoài cùng đều bằng 1. Các em quan sát này, nhìn kỹ này. Hydro có một lớp E và có một electron. Liti có hai lớp E nhưng lớp ngoài cùng, lớp thứ hai nó cũng chứa một E electron. Natri ở chu kỳ 3 nó có 3 lớp electron nhưng ở lớp electron lớp ngoài cùng nó cũng có một electron và tương tự như vậy. Các nguyên tố bên dưới trong chu kỳ 1 này cũng vậy, đều có một electron. Và người ta định nghĩa rằng nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Được chưa nào? Đó. Đây, và chúng ta cùng đi phân tích
một vài nhóm cùng với các nguyên tử của phân tử tương ứng nhé. Nhóm thứ nhất, cô vừa phân tích cho các em rồi đúng không? Gồm các nguyên tố như hydro, liti, natri, kali, rubidi, cesi và francisi. Các nguyên tố thuộc nhóm 1. Trong nguyên tử của chúng đều chứa một electron lớp ngoài cùng, đúng không? Cô vừa chỉ cho các em rồi đó, một electron lớp ngoài cùng. Và trên hình ảnh sách giáo khoa đó là chính là nguyên tử hydro, nguyên tử liti ở nhóm 1, có một e ở lớp ngoài cùng. Đây, liti ở chu kỳ 2, nhóm 1. Nó có hai lớp electron, nhưng lớp ngoài cùng nó chỉ chứa một electron mà thôi. Rồi, trong nhóm 1 thì điện tích hạt nhân cũng tăng dần từ trên xuống dưới, hydro, liti, natri, kali, rubidi, cesi và francisi, chưa ạ? Trong nhóm 2, gồm các nguyên tố beri, magie, canxi, strontii, bari và radi. Trong các nguyên tố nhóm 2 này, lớp ngoài cùng có chứa 2 electron. Các em quan sát này, nhìn này. Beri lớp ngoài cùng có chứa 2, magie cũng vậy và các nguyên tố phía sau nó cũng vậy. Điện tích hạt nhân cũng tăng dần từ beri tới radi là 4 cộng tới 88 cộng. Được chưa? Trong sách giáo khoa là biểu thị nguyên tử nhóm 7A. Được chưa? Là clo. Chúng ta nhìn nhóm 7A. Flo, clo, brom, iốt, astatin và... chưa? Flo, clo, brom, iốt, các nhóm, các nguyên tử của nguyên tố trong nhóm 7A đều chứa, em để nhìn này, 7 electron lớp ngoài cùng. Đó, flo cũng có 7, clo có 7 và brom cũng có 7, iốt cũng vậy. Điện tích hạt nhân cũng theo quy tắc tăng dần từ trên xuống dưới. Chà, đây là mô hình biểu diễn nguyên tử clo. Điện tích hạt nhân là 17 cộng và có số electron lớp ngoài cùng là 7. Và dựa vào những ví dụ phân tích về các nhóm như trên thì các em nhận ra điều gì nhỉ? Đúng rồi, trong một nhóm thì nguyên tử của các nguyên tố đều có cùng số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và số thứ tự của nhóm cũng chính bằng số electron lớp ngoài cùng đó. Đúng không nào? Rồi, hiểu giúp cô nha. Trong cùng một nhóm thì các nguyên tử có số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Chưa? Và thứ hai, đó chính là số thứ tự của nhóm chính là bằng với số electron ở lớp ngoài cùng. Rồi, các em ghi nhớ giúp cô nhé. Vậy là trong bảng tuần hoàn thì chúng ta nghiên cứu về ba trường yếu tố, đó chính là ô nguyên tố, chu kỳ các nguyên tố và nhóm các nguyên tố. Những đặc điểm, những thông tin mà chúng ta khai thác được đối với từng ô nguyên tố hay từng chu kỳ hay từng nhóm sẽ phục vụ cho việc tìm hiểu tính chất hóa học của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Chúng ta cùng sang phần tiếp theo, đó chính là sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, viết tắt nhé. Các em cùng mở sách giáo khoa phần 3 lớn. Khi xét về sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì chúng ta xét trong hai trường. Thứ nhất đó là trong một chu kỳ và trong một nhóm. Trong một chu kỳ thì chúng thay đổi như sao? Và trong một nhóm chúng thay đổi ra sao? Chúng ta cùng xét. Đầu tiên là trong một chu kỳ.
Các em cùng quan sát giúp cô này. Chúng ta dùng sách giáo khoa nhé. Đây, trong sách giáo khoa thì người ta trích ra chu kỳ thứ 2 gồm 8 nguyên tố li ti đến neon. Và quan sát trong chu kỳ thứ 2 này, chúng ta thấy rằng số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử nguyên tố trong chu kỳ thứ 2 tăng dần từ 1 tới 8, đúng không? Ta thấy rằng là đây, cụ thể hơn. Li ti electron lớp ngoài cùng là 1, beri hay S2 thì electron lớp ngoài cùng của nó là 2, đúng không? Bên đây là bo, lớp ngoài cùng của nó có 3 electron, carbon 4, nitơ 5, oxy 6 này, fluor 7 và tới neon là 8. Rồi, đúng không? Đầu tiên các em thấy rằng đó là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng từ 1 tới 8E, đúng không nào? Tăng từ 1 tới 8E. Ý tiếp theo, trong một chu kỳ thì ta thấy rằng ở đầu chu kỳ là một kim loại kiềm và ở cuối chu kỳ lại là một phi kim, đúng không nào? Kết thúc chu kỳ là một khí hiếm. Vậy trong một chu kỳ từ trái qua phải, tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. Đồng thời tính phi kim tăng dần. Đó là lưu ý, các em cần lưu ý về sự biến đổi tính chất. Đó là tính kim loại, có viết tắt nha, tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. Đồng thời tính phi kim tăng dần. Đồng thời tính phi kim tăng dần. Chúng ta cùng xét chu kỳ thứ 2, đó chính là chu kỳ 3. Chúng ta cùng xem nhé. Chu kỳ 3 bắt đầu từ nguyên tố natri và kết thúc từ nguyên tố argon. Chưa nào? Trong chu kỳ 3 cũng gồm 8 nguyên tố. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử từ natri tới argon cũng đều tăng từ 1 đến 8. Này, Na ở nhóm 1A có 1E lớp ngoài cùng, tới argon nhóm 8A có 8E lớp ngoài cùng. Chứ nào, nó cũng tuân theo quy luật. Tính kim loại của các nguyên tố trong chu kỳ 3 này cũng giảm từ trái qua phải. Nó cũng bắt đầu từ một kim loại kiềm và kết thúc là cuối chu kỳ là một phi kim và kết thúc là một phi hiếm. Vậy, các em nhớ cho cô rằng Trong một chu kỳ, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố tăng từ 1 tới 8E. Và tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần. Được chưa nào? Đó là sự biến đổi tính chất kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kỳ. Vậy trong một nhóm thì sao? Chúng ta cùng xét. Trong một nhóm. Các em cùng quan sát. Trong sách giáo khoa, người ta trích ra nhóm 1 và nhóm 7, đúng không nào? Để chúng ta nghiên cứu. Nhóm 1 xét từ li ti, natri, kali, rubidi, cesi và francy. Thì ta thấy rằng, các em quan sát, trong nhóm 1, từ trên xuống dưới, các em nhìn này, số lớp electron tăng dần, đúng không? Li ti có số lớp là 2 lớp electron, natri có 3 lớp electron và kali có 4 lớp electron. Tương tự như vậy, số lớp electron của nguyên tử tăng dần. Trong một nhóm thì tính kim loại của các
nguyên tử nguyên tố sẽ tăng dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố sẽ giảm dần. Các em quan sát này. Chu kỳ 1. Nhóm 1. Số lớp E tăng dần từ liti tới franxi là từ 2E đến 7E. Số E lớp ngoài cùng của các nguyên tử nguyên tố đều bằng 1E. 1E. Đó. Tính kim loại tăng dần. Đầu nhóm liti là kim loại hoạt động hóa học mạnh. Đến cuối nhóm franxi. Franxi này là một kim loại hoạt động hóa học rất rất là mạnh. Chưa? Tính kim loại của nó tăng dần, đồng thời tính phi kim sẽ giảm dần. Rồi các em ghi nhớ giúp cô nhé. Trong một nhóm, số lớp electron tăng dần. Được chưa? Tăng dần từ 2 tới 7, đúng không? Từ 2 tới 7. Số E lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm bằng nhau. Bằng nhau. Tính kim loại và phi kim thì sao? Tính kim loại tăng dần và tính phi kim giảm dần từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm. Rồi. Trong sách giáo khoa có trích ra nhóm 7A gồm 5 nguyên tố fluor tới astatin. Và chúng ta cùng phân tích này. Từ fluor tới astatin thì số lớp electron cũng tăng dần đúng không? Tăng dần. Fluor ở chu kỳ 2 số lớp là 2. Astatin chu kỳ 6 số lớp là 6 đúng không? Tăng dần. Số electron lớp ngoài cùng. Số electron lớp ngoài cùng của nhóm 7A bằng 7E. Em quan sát này. Tất cả các nguyên tố trong nhóm 7A đều có 7E lớp ngoài cùng. Chưa nào? Đầu nhóm 7A là fluor. Fluor là một phi kim hoạt động hóa học rất rất là mạnh. Đến cuối nhóm là astatin. Iốt là kim loại hoạt động hóa học yếu hơn fluor và clorobrom bên trên. Cuối là astatin là nguyên tố không có trong tự nhiên, được chưa? Nên là chúng ta ít nghiên cứu các nguyên tố phóng xạ thường nằm ở chu kỳ cuối trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố phóng xạ thường nằm trong chu kỳ cuối, chúng ta ít nghiên cứu. Chúng ta sẽ nghiên cứu những nguyên tố phía bên trên, chủ yếu là từ chu kỳ 1 tới chu kỳ 5. Được chưa? Vậy trong cùng một nhóm, sự biến đổi tính chất các nguyên tố như thế nào? Các em nhớ giúp cô. Đầu tiên, số electron trong cùng một nhóm tăng dần từ 2 đến 7 electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử thì đều bằng 1. Đúng không nào? Đây là trong nhóm. Còn trong cùng một nhóm chung thì ta cần lưu ý là số lớp E tăng dần, số E lớp ngoài cùng bằng nhau và tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. Chưa? Các em nhớ giúp cô nhé. Chúng ta sang phần cuối cùng, đó chính là ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Khi nhận biết được cấu tạo của bảng tuần hoàn và sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn rồi, chúng ta sử dụng nó để làm gì? Thì chúng ta sẽ xét trong phần ý nghĩa. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn thì được nhắc tới chủ yếu, đó chính là hai nội dung. Đầu tiên, khi biết được vị trí của các nguyên tố, ta có thể suy đoán được cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố đó. Và thứ hai, biết được cấu tạo nguyên tử của nguyên tố, ta có thể suy đoán được vị trí và tính chất của nguyên tố đó. Trong sách giáo khoa có hai ví dụ cụ thể để thể hiện cho hai ý nghĩa tương ứng này. Cô sẽ cùng các em phân tích ví dụ. Đầu tiên, ví dụ 1, em cùng quan sát. Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kỳ 3, nhóm 7,
Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận. Thì ngay bên phần ví dụ cũng có phần trả lời rất là cụ thể rõ ràng, chúng ta cùng quan sát trong sách giáo khoa. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17 đúng không? Từ đó ta có thể chia được điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng 17 cộng. Và số giá trị của điện tích hạt nhân ấy lại bằng số electron có trong nguyên tử nguyên tố A. Vậy số E trong A sẽ bằng 17. Đề bài cũng cho rằng nguyên tố A ở chu kỳ 3, nhóm 7. Nên nguyên tử A có 3 lớp electron. Số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp electron. Đúng không? À, số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng. Được chưa nào? Đó, các em nhớ lại giúp cô này. Nhớ lại giúp cô này. Số hiệu nguyên tử có phải bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. Đúng không? Phần lý thuyết chúng ta vừa được học. Và cũng bằng số electron của nguyên tố đó. Vậy, ở bài này, nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17. Vậy, đơn vị điện tích hạt nhân của nó sẽ bằng 17 cộng và số electron của nó cũng là bằng 17, đúng không? Tiếp theo, số thứ tự. Các em cần nhớ này, số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng. À. Vậy, số thứ tự của nhóm đối với nguyên tố A ở nhóm thứ 7, đúng không? Thì suy ra số E lớp ngoài cùng cũng sẽ bằng 7. Bằng 7. Tiếp theo, dựa vào dữ kiện chu kỳ, ta nhớ lại rằng số thứ tự của một chu kỳ sẽ bằng số lớp electron của nguyên tử nguyên tố đó. Ở đây, nguyên tố A ở chu kỳ 3. Vậy số lớp electron của nó cũng bằng 3. Thế nào? Nguyên tử nguyên tố A ở chu kỳ 3 và nhóm 7A, tức là ở cuối chu kỳ. Chu kỳ 3 nhóm 7A và cuối chu kỳ ở ô số 17. Đúng không nào? Ô số 17. Chúng ta nhìn này, chính là nguyên tử nguyên tố clo. Nguyên tử clo. Đó. Và từ vị trí này, chúng ta suy ra tính chất hóa học của clo. Chúng ta thấy là ở vị trí ô số 17 là cuối chu kỳ 3. Cuối chu kỳ 3 và đầu nhóm A, đúng không? Gần đầu nhóm A nó chỉ sau clo thôi. Nên dựa vào tính chất, trong một chu kỳ thì tính kim loại giảm. Nó đi từ một kim loại mạnh tới một phi kim mạnh. Vậy clo là phi kim hoạt động mạnh. Đó, ta có nhận xét. Clo là phi kim hoạt động mạnh. Động mạnh, đó. Và so sánh tính chất của clo đối với các nguyên tử lân cận nó, tức là chúng ta đi so sánh tính chất của clo đối với các nguyên tử trên, dưới, bên phải và bên trái nó, đúng không nào? Vậy, trong một nhóm, tính kim, tính phi kim của clo thì sao? Tính phi kim của clo sẽ như thế nào so với clo và brom đứng trên và đứng dưới nó nhỉ? À, trong một nhóm, tính phi kim sẽ giảm dần, đúng không nào? Tính phi kim giảm dần. Vậy, tính phi kim của clo sẽ nhỏ hơn tính phi kim của clo và lớn hơn tính phi kim của brom. Tức, nhỏ hơn tính phi kim của các nguyên tử đứng trên nó và lớn hơn tính phi kim của các nguyên tử đứng dưới nó, đúng không nào? Đó, trong sách giáo khoa cũng ghi rất là rõ rồi này, các em có thể đọc này. Nguyên tố A ở cuối chu kỳ 3 nên A là phi kim hoạt động mạnh. Tính phi kim của A mạnh hơn nguyên tố đứng trước, có số hiệu nguyên tử là 16 lưu huỳnh.
Nguyên tố A ở gần đầu nhóm 7, tính phi kim của A yếu hơn nguyên tố đứng trên là fluor, nhưng mạnh hơn nguyên tố đứng dưới là brom. Đó. Vậy từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Vị trí trong bảng tuần hoàn, chúng ta có thể suy ra được điều gì nhỉ? Đó là tính chất của nguyên tố đó, cũng như là cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó, đúng không nào? Đó. Xét tới ví dụ thứ hai, nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16 cộng 3 lớp E ngoài cùng của 6 electron. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó. Chúng ta cũng dựa vào các kiến thức lý thuyết đã được học. Số lớp electron bằng số thứ tự của chu kỳ, và dựa vào có 3 lớp electron, ta suy ra được nguyên tố X ở chu kỳ 3, đúng không? Đó. 3 lớp E này thì ta suy ra được X thuộc chu kỳ 3, đúng không? Chu kỳ 3. Đó. Tương tự tiếp theo, lớp electron ngoài cùng có 6E, đúng không? Số E lớp ngoài cùng thì bằng gì? Bằng số thứ tự của nhóm. Vậy lớp ngoài cùng có 6E, vậy số thứ tự của nhóm là gì? X thuộc nhóm mấy nhỉ? Các em? Đúng rồi, nhóm 6 nha. X sẽ thuộc nhóm 6. Đó. Điện tích hạt nhân bằng 16 cộng. Vậy, đơn vị điện tích hạt nhân chính bằng số hiệu nguyên tử bằng số electron, và cũng chính bằng số thứ tự nhóm. À, có xin lỗi, bằng số thứ tự ô nha. Số thứ tự ô nguyên tố. Em nhớ cô này. Đơn vị điện tích hạt nhân 16 và cũng chính bằng ô nguyên tố, tức X là nằm ở ô số 16. Rồi, chúng ta xác định được vị trí của X trong bảng tuần hoàn rồi, ô số 16. Lưu huỳnh nhóm 6, chu kỳ 3, đúng chưa nào? Rồi, vậy X ở vị trí như vậy trong bảng tuần hoàn, chúng ta có thể dễ dàng suy ra được tính chất của X, hay chính là tính chất của oxy đó. À, có xin lỗi, tính chất của lưu huỳnh đó. Đúng chưa? Chúng ta cùng lưu huỳnh tìm ra là lưu huỳnh. Các em quan sát sách giáo khoa này. Đúng chưa? Lưu huỳnh đứng ở cuối chu kỳ 3 và gần đầu nhóm 6. Cuối chu kỳ 3 và gần đầu nhóm 6. Lưu huỳnh là một phi kim. Phi kim hoạt động. Tính phi kim của nó so sánh với oxy và selen phía bên dưới thì sao nhỉ? Trong một nhóm, tính phi kim giảm dần, vì vậy tính phi kim của lưu huỳnh sẽ nhỏ hơn tính phi kim của oxy và lớn hơn tính phi kim của selen bên dưới, đúng không nào? Trong một chu kỳ thì sao? Tính phi kim tăng dần, vì vậy tính phi kim của lưu huỳnh sẽ lớn hơn tính phi kim của oxy và nhỏ hơn tính phi kim của clo. Rồi, các em nhớ nhá. Đó chính là hai ví dụ biểu diễn cho ý nghĩa của bảng tuần hoàn.